Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Lộc Sutoki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft 1.14 nha các bạn. Và trong video này thì mình sẽ xây một công trình lớn, đó chính là tháp Eiffel. Và ngoài ra thì mình cũng đã chuẩn bị được rất là nhiều vật liệu xây dựng, đó chính là những cục đá. Mình đã nung hết số đá mà mình có được trong cái rương ở phía dưới này. Và hiện tại mình có khá là nhiều rồi. Ngoài ra trong video này thì mình sẽ vừa xây và vừa trả lời những câu hỏi mà các bạn đặt ra trong kỷ niệm mình đạt được cột mốc là 100.000 người đăng ký nha. Rồi giờ thì mình sẽ ra ngoài và bắt đầu xây dựng thôi. Ok, đến với câu hỏi đầu tiên và cũng là câu hỏi mà rất là nhiều bạn đặt ra cho mình, đó chính là tại sao anh lại đặt tên channel là Lộc Sutoki? Lộc Sutoki có nghĩa là gì? Thì ở đây thì mình xin trả lời, Lộc Sutoki là cái tên mà mình thoáng nghĩ qua thôi. Lúc đầu lúc mình mới lập channel ấy thì mình nghĩ ra rất là nhiều tên và mình thử coi cái tên đó có hợp hay không ấy bằng cách là search trên YouTube. Tới khi mà mình thoáng qua cái tên Sutoki ấy thì mình search thử trên YouTube thì nó lại không hiển thị kết quả. Mình thấy cái tên này khá là lạ nè, mà nó lại không có kết quả tìm kiếm trên YouTube nữa. Cho nên mình mới quyết định sử dụng cái tên này để đặt cho channel và sử dụng cho đến thời điểm hiện tại luôn. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai, lý do anh đến với YouTube là gì và gia đình có ngăn cản việc anh làm YouTuber không? Về phần lý do thì đơn giản, mình rất là thích chơi game và mình muốn ghi lại những khoảnh khắc khi mà mình chơi game ấy, sau đó rồi chia sẻ với mọi người trên YouTube. Và ngoài ra mình còn có cảm hứng để làm YouTube từ một video của anh Chris Devil Gamer. Video đó thì ảnh review map của anh Jackie ấy, và từ video đấy thì mình cũng biết thêm được tựa game Minecraft nữa. Và phía dưới thì mấy bạn comment rất là vui vẻ cũng như là tương tác với nhau qua lại ấy, mình rất là thích luôn. Từ đó mình đã nảy sinh ý định là trở thành một YouTuber, đồng thời cũng như là một thử thách đối với bản thân vậy đó. Và về phía gia đình thì mình nói thẳng ngay từ đầu là mình sẽ làm YouTuber, nhưng mà mình sẽ cân bằng giữa việc làm YouTube này và việc học, thành ra gia đình mình cũng không có ngăn cản nhá. Câu hỏi thứ ba, đó chính là khó khăn lớn nhất khi anh làm YouTube là gì? Với mình thì khó khăn lớn nhất đó chính là vấn đề thời gian. Tại vì mình phải làm sao ấy để cân bằng giữa mình học này và mình dành thời gian ra để làm clip này, rồi edit và up lên YouTube nữa. Mình rất là khó trong việc sắp xếp ấy. Giai đoạn đầu thì đối với mình gọi là khủng hoảng luôn. Nhưng mà giờ thì dần dần nó cũng quen rồi nên nó cũng bớt đi sự khó khăn ấy. Rồi ok, đến với câu hỏi thứ tư và cũng là câu hỏi mà khá là nhiều bạn đặt ra cho mình, đó chính là quê anh ở đâu, anh sinh nhật khi nào? Hiện tại Lộc sinh sống ngay tại quê gốc luôn nha. Và quê gốc của Lộc ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Và sinh nhật của mình là vào ngày 24 tháng 2 nha. Tiếp theo là một câu hỏi liên quan về nhan sắc một xíu nha. Đó chính là anh mập hay ốm và có đẹp trai không? Mình thì hơi ốm một xíu. Còn về nhan sắc á, trên thang điểm 10 đúng không, thì mình chấm mình khoảng 6 độ xuống nha. Có nghĩa là mình không có đẹp trai ấy. Kế tiếp câu hỏi về nhan sắc đó chính là câu hỏi về tình duyên. Anh có người yêu chưa hay là crush chưa? Người yêu thì hiện tại mình chưa có. Và crush thì hồi cấp 2 thì mình từng crush thôi, còn bây giờ thì hết rồi. Chủ yếu là tập trung vào việc học thôi ấy. Một câu hỏi liên quan về vấn đề học tập mà khá là nhiều bạn đặt ra cho mình, đó chính là anh có học giỏi không, anh thích và không thích môn nào? Mình thì học ở mức khá thôi, không có quá giỏi cũng như là không có quá tệ ấy. Còn về môn học mình thích nhất đó chính là môn thể dục. Tại vì với môn thể dục á, thì mình có thể học ở ngoài sân này, không khí thì mình sẽ dễ chịu hơn, cũng như là mình có thể rèn luyện được sức khỏe khi mà học thể dục nữa. Còn về môn học không thích thì mình không thích lý và hóa. Tại vì... mà thôi, cái này để các bạn từ từ sẽ biết nha. Thời gian sẽ trả lời cho các bạn biết nhé. Và một câu hỏi nữa khá là hay và cũng rất là nhiều bạn đặt ra cho mình, đó chính là anh có dự định sẽ làm những video về những tựa game khác ngoài Minecraft không? Mình từng dự định là sẽ làm thêm nhiều game trong channel của mình ấy, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ làm về Minecraft thôi, còn tương lai thì chắc sẽ có, mình nghĩ là chắc sẽ có.
Tiếp theo là một câu hỏi, à mà không, cái này là gần như là yêu cầu rồi, mà rất 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 nhiều bạn muốn mình làm luôn, đó chính là anh show mặt đi. Sẵn đây mình muốn nói luôn là hiện tại thì mình chưa có đủ tự tin ấy để cho mọi người biết mặt. Với lại nhan sắc của mình thì mình cũng đã nói ở câu hỏi trước rồi đó, nó chỉ ở mức trung bình khá thôi. À không không không, trung bình thôi. Thành ra mình cũng hơi ngại khi mà giống như là đưa mặt mình cho mọi người biết ấy. Và mình cũng đang trong giai đoạn cuối dậy thì rồi. Hết gương mặt của mình thì bỏ qua đi. Và có dịp ấy thì mình chắc chắn sẽ cho các bạn biết nhá, yên tâm, cái này mình chắc chắn sẽ cho biết, nhưng mà chưa biết là lúc nào thôi, có thể là trong thời gian gần á. Tiếp theo là câu hỏi thứ 10 và cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình bạn hỏi lặp trả lời nhá, tại vì có rất là nhiều bạn comment luôn và mình thấy nội dung câu hỏi thì cũng tương tự nhau ấy, thành ra mình chỉ trả lời được khoảng 10 câu thôi, để dịp khác thì mình sẽ cố gắng trả lời nhiều hơn nhá. Và nội dung câu hỏi thứ 10 đó chính là: anh cảm thấy thế nào khi bị anti fan comment xấu á? Khi bị comment xấu thì mình chỉ thấy buồn một xíu xíu thôi, tại vì làm việc phục vụ cộng đồng mà không thể nào mà một lúc mà phục vụ hết tất cả mọi người được. Nhưng mà từ đó thì mình sẽ rút ra bài học cho bản thân hơn, đó chính là phải nỗ lực hơn này, cố gắng hơn để làm sao cải thiện bản thân, để cho những người từng là anti fan của mình ấy, họ sẽ dần dần thay đổi cái cách nhìn và họ sẽ có thiện cảm hơn với mình, và từ từ họ sẽ trở thành fan của mình, fan cứng này, fan chân chính chẳng hạn. Và ngoài ra thì mình muốn nhắn nhủ với các bạn ấy là nên sống thoáng lên, đừng để những thứ trên mạng xã hội ấy nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, như vậy thì nó sẽ không hay đâu. Rồi ok, như vậy thì mình đã trả lời được một vài câu hỏi của bạn đặt ra trong chương trình bạn hỏi lặp trả lời kỳ đầu đó. Những kỳ sau thì mình sẽ cố gắng tổng hợp được nhiều câu hỏi hay hơn, hài hước hơn hoặc là thú vị hơn để có thể trả lời và giải đáp cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục video thôi. Vừa xây xong tháp Eiffel rồi và bây giờ trời đã đổ một cơn mưa rất là lớn luôn, nó còn có sấm sét nữa, thành ra bây giờ mình sẽ nhân lúc này ấy và ép cái quyển sách chớp điện của mình vào cây đinh ba để mình có thể sử dụng được cái dòng phù phép đó nha. Cây đinh ba đây, và cái quyển sách đâu ta, mình nhớ hôm bữa mình ép được mấy quyển sách chớp điện luôn á, đây nè, quá trời sách chớp điện luôn. Rồi giờ mình sẽ cho vào cái đe, quên cho vào cái cục đá mài đó là mình mất hết dòng luôn á. Rồi vào trong nhà cho vào cái đe một cái, không biết có ép chung được không nữa. Rồi chớp điện đây, wow được nè. Giờ mình sẽ đặt tên là Tho đó. Tho có nghĩa là ông thần mà cầm cây búa ấy đó, sẽ dùng được cái tia sét luôn. Và giờ mình sẽ test thử nhá. Có anh nhân làng kìa. Thôi không được, quánh chúng anh nhân làng, lỡ anh thành phù thủy thì sao? Tại vì anh nhân làng mà bị sét đánh trúng ấy thì sẽ trở thành phù thủy ấy. Ngoài ra thì mình cần phải tìm thêm cái thẻ tên, tại vì mình muốn triệu hồi một cái con creeper điện và sử dụng con creeper đó để làm cái vật trang trí ấy. Đó, các bạn thấy sắp chớp chưa? Ghê luôn á. Rồi, giờ mình sẽ tìm cái thẻ tên coi. Thẻ tên đây, mình có quá trời nè. Phòng nhà mình sẽ đặt tên con creeper này là gì ta? Đặt tên là bé creeper chẳng hạn. Rồi ok, tại vì mình muốn nuôi creeper luôn mà.
Baby đi. Baby Creeper. Đó, Creeper chứ đúng không ta? Hình như Creeper gì mới đúng thì phải. Rồi ok, có gì sai thì mình lấy thẻ khác mình đặt lại. Rồi giờ thì tìm một con Creeper ấy để mình có thể biến nó thành Creeper điện thôi. Ở đây chưa gặp Creeper nữa. Mình đang định trang trí cái tháp Eiffel thêm ấy. Ui ui có nhện. Nhện, nhện nè. Ui đằng kia có con skeleton full giáp lưới kìa. Đúng cái bộ giáp mình cần tìm luôn. Vậy skeleton hả? Cho bộ giáp lưới. Nó cho mình cái áo. Vậy giáp lưới rất là xịn luôn nha. Mình có thể nhìn thấy cái trang phục mình đang mặc ở bên trong luôn, rất là hay. Rồi tạm thời thì mặc cái cánh đi, để công tôi gắt cái giáp lưới thì không biết đường mà sửa nữa. Và giờ thì phải tìm mấy con Creeper gấp thôi. Giờ trời mưa vậy không biết nó có xuất hiện được không ta. À đây đây đây, Creeper nè. Vậy test thôi. Chưa xa xa xíu. Phải phóng trúng mới được hay sao á? Wow. được rồi, giờ mình sẽ dụ vào cái hồ bơi của mình để giảm tốc độ của con Creeper trước. Sau đó mình sẽ đặt tên cho nó nha. Rồi xuống đây. Nguy hiểm quá à. Giờ mình bất cẩn một giây thôi, nhiều khi nó nổ một phát lại nổ banh cái chỗ bắn kem luôn á. Giờ mình phải tìm chỗ nào đây? À đây, chỗ này trống nè. Được, dụ Creeper qua đây mới được. sắp có bé Creeper để nuôi rồi. Giờ đặt tên là chạy liền nha. Chạy. Được rồi. Vậy giờ mình sẽ để bé Creeper ở đây. Tại vì mình đặt tên rồi thì Creeper sẽ không bao giờ despawn nữa. Và mình sẽ vào trong để làm một cái bẫy để có thể nhốt Creeper lại nha. Rồi sau này mình sẽ tìm cách để đem Creeper vào trong nhà để chân nha. Được. Rồi giờ vào nhà để lấy một ít dụng cụ để chúng ta làm bẫy thôi. Bẫy Creeper thì khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần... nhìn kỹ. Để công tôi nó lại chỗ mình là xong á. Mình cần cửa nè. Để coi mình có cửa không. Đây mình có 6 cái luôn. Mình sẽ cần 4 cái và một cái tấm cảm biến là được. Đó, chỉ cần như đây thôi. Và giờ thì mình sẽ làm một cái bẫy nhỏ nhỏ chỗ nào trống trống đi. Chỗ này thì gần nhà quá. Để coi Creeper còn. Đó, Creeper còn kìa. Để một xíu mình tìm thêm Creeper ấy. Rồi mình... Ui! Rồi mình sẽ cho nổ mấy cái con quái khác nha. Như Zombie hoặc là Skeleton ấy. Để mình có thể lấy được những cái đầu mấy con quái đó nha. Rồi giờ đặt cái bẫy như... mình phải đặt như vậy nè. Như vậy. Và như vậy. Rồi sau đó test thử. Cái này đặt sai nè. Ui. Thôi chắc phải hy sinh bé Creeper này rồi. Không hy sinh không được đâu. Creeper nè. Ui trời tính mưa rồi. Ui trời tính mưa rồi. Tạm kệ không sao, mình có một bé Creeper là được rồi. Những lần sau thì mình sẽ triệu hồi con Creeper khác nha. Hy vọng bé đó được có despawn. Rồi giờ mình sẽ đặt vào đây. Thôi đúng chưa? Ui dùm ba dân làng. Ui tiếc ghê, mất anh dân làng rồi. Ổn ghê luôn á. Ui cửa này cứ sao quá ta. Đó được rồi nè. Ui chưa được nữa. Đặt sao ta. Còn đúng một cái cửa thôi mà mình đặt hoài nó cứ bị lệch lệch sao á. Đó được hay gì nè. Đó đúng rồi. Đó khi mà con Creeper đi vào như vậy nè, nó sẽ chụp lại. Và mình sẽ đặt thêm một block ở phía trên đi. Đó để đảm bảo nha. Đặt ở đây và đặt ở đây như vậy. Rồi vậy là đảm bảo cho bé Creeper không bị mấy con vật khác quánh ấy. Và trong đây chắc không có ai dám quánh Creeper đâu. Thì Creeper biết nổ mà, quánh cơ Creeper nổ ha, cho banh xác á. Rồi lại đây. Hay. Creeper. Còn né được quả trứng nữa. Đúng là Creeper mình triệu hồi có khác mà. Thông minh ghê luôn. Rồi đi vào cái bẫy đi. Vào đây. Đúng rồi. Vô đây. Ui Creeper thông minh quá à. Không chịu đi vô luôn á. Chơi mèo dần chuột nè. Thôi đi vô đi mà.
Đi vô cửa đi. Vô cửa đi. Vô đây, vô đây, vô đây, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, có vẻ cái bẫy này chỉ bẫy được zombie thôi. Có vẻ zombie á là có IQ thấp hơn Reaper rồi. Zombie đặt cái bẫy này xuống là thế nào cũng dính à. Còn bé Reaper thì mình dùng bẫy này có vẻ là không có tác dụng. Rồi ok, giờ mình sẽ vào trong để nghĩ cách khác để chúng ta có thể bắt được bé Reaper đó nha. Đúng là Reaper thông minh thiệt chứ. Ta-da, mình đã làm xong cái bẫy mới rồi nè. Giờ mình sẽ lại đằng kia để nhỡ bé Reaper lại đây nha. Reaper, ui ui. Ui dạ. Bắn mình hả? Bắn mình nè. Rồi ok, giờ thì nhử bé Creeper lại. Đây, đi ra anh, đi ra anh. Đúng là có thể tên á, là bé Creeper đâu có despawn đâu. Mà công nhận bé Creeper này vừa thông minh nè. Và cái lớp điện bên ngoài nhìn cũng rất là đẹp nữa. Phải bình thường mà tìm được mấy bé Creeper này về á, nhiều nhiều một xíu để có thể nổ những con quái khác ấy, lấy được cái đầu về trang trí là hết sảy luôn. Để chiến sau mà có mưa mình sẽ ra để nhử thêm vài bé Creeper như vậy nữa, để chúng ta có thể làm thí nghiệm với mấy tên zombie cũng như là skeleton nha. Rồi giờ thì chuẩn bị cho bé Creeper này vào trong cái bẫy thôi. Ở đây, đây, đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Đó. Sập bẫy rồi. Leo leo. Rồi giờ mình sẽ không biết đứng dậy thấy không. Ồ, đứng dậy không thấy, đứng dậy không thấy. Hay quá, hay quá. Rồi, đóng lại như vậy. Ta da. Rồi, đóng cái này lại. Đó, vậy là xong rồi. Yay, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có thể nuôi được một bé Creeper rồi. Mà không biết chữ Creeper nãy mình viết có đúng không nữa. Nếu có sai thì các bạn nhớ nhắc mình nha, để có gì mình còn đặt lại tên cho bé nữa. Rồi, ok, giờ chắc mình sẽ đi ra bên ngoài á để trang trí nốt tháp Eiffel nha. Cũng như là chắc sẽ ngủ trước. Ngủ trước đi, rồi có gì ra ngoài trang trí sau. Giờ ban đêm mà không ngủ thì nguy hiểm lắm. Rồi, ngủ xong thì mình sẽ dùng pháo hoa bay ra tiết ngoại nha. Tháp Eiffel thì mình xây kiểu như dạng mô hình thôi, thành ra có một vài chi tiết nó không giống như phiên bản ngoài đời thật. Có gì các bạn thông cảm giúp mình nha. Đó, nhìn cũng khá ổn. Rồi, ui ui. Skeleton nè, ai da. Skeleton, skeleton hả? Ui, full giáp, ui. Nó skeleton rồi tới zombie. Toàn là quái xịn không vậy? Full giáp luôn á. Ồ. Rồi, giờ đi lên trên để gắn vào một vài chi tiết. Ở đây thì không cần trang trí thêm. Có phía trên ấy, ở đó thì mình sẽ gắn thêm những cái cục đá được đục để nhìn cho nó nổi bật hơn ấy. Chưa. Giờ mình sẽ trèo lên đây nè. Ui da. Đá được đục gắn ở vị trí nào ta? À đúng rồi, vị trí này. Nhảy lên. Nhảy lên, đặt hai block nha. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào một cục đá được đục như vậy. Đó. Ui ui. Vậy thì nó lại cao quá rồi. Bậy. Ở trên mới đúng. Hay vị trí này nè, gắn vào cục đá được đột bút và như vậy. Đó, vậy thì nó sẽ ok hơn. Rồi, tương tự ở bên đây cũng phải có nữa nha. Ngay vị trí này, những cục đá bình thường. Và ở bên đây nữa. Còn ở phía trên cùng thì mình sẽ gắn vào thêm những cái cầu thang ấy, để cho nó nhìn có độ cong hơn. Chứ cái này toàn là góc vuông không mà, nhìn nó sẽ không, kiểu như là nhìn nó hơi thô ấy. Đó, mình muốn cho nó có độ cong một xíu. Rồi, gắn nốt cái này. Rồi trèo lên trên nha. Đây, trèo lên trên. Để coi. Chỗ này thì mình phải gắn thêm một cái slab hay là cầu thang ta. Ok, chắc tạm thời gắn cầu thang đi. Đó, vậy nó sẽ ổn hơn rất là nhiều luôn nè. Rồi, ở đây. Và mình cũng có gắn thêm những cái đèn redstone ấy, để nhìn cho nó đẹp hơn. Và mình gắn ở bốn hướng ấy đều có cái cần gạt. Tại vì nếu một hướng có cần gạt, một hướng kia không có thì nó kỳ lắm. Vậy trong ngày hôm nay mình làm nó cũng tạm ổn rồi. Và chỗ này để đẹp hơn chắc mình sẽ đập ra đi. Đó, cho nó giống ở phía trên nha. Rồi, vậy là mình đã đại khái hoàn thành rồi. À, mà khoan, mình còn thiếu một cái chi tiết khá là cần nữa. Đó chính là những cái hệ thống hàng rào ấy. Ở đây thì mình sẽ chịu khó gắn vào thêm một ít cái hàng rào nữa. Có gì mình còn rào lại hay là để yên nguyên như vậy ta. Mình đang dự định là gắn thêm hàng rào ở phía chính giữa này nè. Đó, ngay khoảng này nè, mình sẽ gắn thêm cái hàng rào bằng sắt ấy. Ui, ở đâu ra vậy? Ui, giật hết cho mình. Hàng gì nghe tiếng chân. Rồi, mình đang dự định là sẽ gắn thêm hàng rào ở phía trên cái cầu thang đó ấy. Mà không biết có nên gắn không nữa. Nhưng mà tạm thời chắc mình sẽ giữ nguyên cái hình dáng như vậy nha. Còn nếu các bạn muốn mình gắn thêm hàng rào á, thì nhớ comment để mình có thể gắn thêm hàng rào ngay vị trí những cây đuốc nè. Đó, vậy nó sẽ ok hơn á. Còn bây giờ thì mình sẽ cắt đồ rồi có gì mình làm công việc tiếp theo nha.
Mình vừa trở về từ Nether để có thể farm thêm một ít cái đá phát sáng này, cũng như là xuống cái chỗ farm zombie để gom hết số thuốc súng còn thừa ở phía dưới để chúng ta có thể chế tạo những cái pháo hoa và ăn mừng trong ngày hôm nay nhá. Rồi mình sẽ gom hết cái bột nhuộm màu này lại, cắt mấy cái thịt zombie, mắt nhọn, xương, rồi lấy thêm những cái phôi vàng này. Tại vì phôi vàng khi mà mình đổi thành hạt vàng ấy sẽ tạo thành cái pháo hoa hình ngôi sao rất là đẹp luôn. Rồi đầu tiên mình sẽ cho thuốc súng vào nè, kế tiếp cho màu xanh nước biển vào. Mỗi thứ mình sẽ cho vào khoảng 10 màu thôi ấy, 10 nè, cái này là 10 luôn đó. Vàng thì cũng là 10, cái này chia sao ta, đó 10, rồi cho vào đây. Vậy là hiện tại cái này được 3 màu rồi, kế tiếp mình sẽ cho màu xanh. Còn cái mấy cái màu mà nó không đủ ấy thì nó sẽ tạo thành cái màu khác nữa, mình không thích như vậy đâu. Tiếp theo là màu đỏ nè, cái này stack lại. Rồi vậy là cái này nó được 5 màu rồi. Giờ mình sẽ quên cho hạt vàng vào nữa đó, vậy là nó sẽ có hình ngôi sao. Rồi lấy một cái và mình được 10 cái bông pháo hoa hình ngôi sao rồi. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo thêm một ít cái pháo hoa hình khác nữa. Ở đây thì mình có khá là nhiều mấy cái thứ khác như là lông gà này cũng có thể làm được á. Rồi mình sẽ làm thêm nhá. Cái tiếp theo thì chắc mình sẽ sử dụng màu cam đi, mình sẽ đổi ra màu cam một xíu. Đây mình được 8 cái màu cam rồi và 10 cái màu cam đó, và cần thêm màu đỏ. Hình như trong đây mình hết màu đỏ rồi, mà không sao, màu đỏ mình có thể tạo ra được mà. Giờ mình sẽ đổi ra một ít cái hộp xương nè, vứt cái này ra đi. Và sau đó mình sẽ cho vào cái hoa này nhỏ. Vậy là mình được rất là nhiều mấy cái bột màu rồi. Giờ mình sẽ đổi ra thêm màu đỏ nha. Đó, mình đã có thêm màu đỏ. Và bây giờ mình sẽ tạo tiếp những cái bông pháo hoa thôi. Tiếp theo là màu xanh lá mạ đi. Rồi màu vàng nè, màu vàng, màu cam, màu xanh biển nhạt, màu đỏ, cái này có vẻ là sặc sỡ hơn cái lúc trước. Và màu xanh lá cây này chưa có hả? Cho màu xanh lá cây vô luôn đi, màu xanh lá cây này đẹp mà. Rồi cho vào, kế tiếp là cho thuốc súng và cho một cái 10 cái lông vào. Nó vậy là hình chùm, nó cái này là hình chùm chứ không phải hình ngôi sao nữa. Rồi cho tiếp cái này vào, cho tiếp cái này vào. Ngoài ra mình cũng có thể dùng kim cương nữa. Lâu lâu mới có một dịp cho nên mình sẽ chơi lớn một lần luôn. Mình sẽ dùng kim cương luôn để chế tạo ra những cái pháo hoa cho nó đẹp hơn nha. Rồi, lâu lâu mà. Rồi và mình sẽ stack này lại, cho cái bột thuốc súng vào. Cái này chắc mình sẽ làm ít ít thôi để đỡ cho nó đỡ tốn nha. Mỗi cái mình sẽ cho vào khoảng 2 cái đi. Đó, cái này ít ít thôi, nhiều quá thì nó tốn dữ lắm. Rồi 2 cái và nhiều màu hơn. Cái này có rồi, màu xanh lá cây nè, màu vàng, màu đỏ có rồi, màu cam chưa có, mà thôi kệ đi, như đây màu là khá là đủ. 2 viên kim cương và nó sẽ có hình cầu nhỏ. Wow, kim cương thì nó sẽ bắn ra hình cầu ấy. Rồi giờ mình sẽ cho cái này vào. Vậy là tổng cộng mình có được 3 cái hình rồi. À, mình có than nữa. Than thì mình sẽ chế tạo những cái quả cầu lửa nha. Để coi công thức quả cầu lửa. Theo mình nhớ thì như mình cần những cái bột quỷ lửa nữa thì phải. Để coi mình còn que mấy con quỷ lửa không. Ở đây mình còn nè. Nhưng mà giờ mình stack này lại. Rồi đổi ra bột quỷ lửa coi. Nè, được nè, cầu lửa nè. Đó, mình sẽ chế tạo khoảng 6 cái đi. Rồi sau đó mình sẽ stack này lại rồi lấy xuống. Kế tiếp mình sẽ cho vào đây. Và giờ thì mình hết bột màu rồi. À, mình còn một ít. Em sẽ cho hết màu xanh đi. Màu đỏ nè, màu vàng, màu hồng, màu xanh lá mạ. Đó, chỉ 5 cái thôi. Rồi, úi. À, nó còn thiếu thuốc súng, đúng rồi, còn thiếu thuốc súng. Em sẽ cho 5 cái thuốc súng vào nha. Đó, vậy là mình được hình cầu lớn, kim cương là hình cầu nhỏ, còn cái cầu lửa thì sẽ tạo ra hình cầu lớn ấy. Rồi, vậy là mình có tổng cộng 4 cái hình dáng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài ấy, để mình có thể bắt đầu xây cái con số 100.000 nha. Và mình sẽ xây con số 100.000 này ở giữa cái sân bóng luôn. Tại vì khu vực mình đang sống ấy thì có đúng cái sân bóng đấy là có đủ diện tích để mình xây cái số 100.000 thôi. Và lần này mình sẽ bắn pháo hoa gần cái tháp Eiffel vừa mới xây luôn nha. Để coi nào, mình sẽ xây số 1 ngay tại vị trí này đi. Tại cái số 100.000 khá là dài á. 3, 4, 5, không không không, 4 thôi. Sau đó qua đây và xuống đây. Đó, vậy là mình được số 1 rồi. Kế tiếp sẽ là số 0. Để coi số 0 vậy có ok chưa.
số 0 vậy cũng tạm ổn. Mình lúc đầu á, mình định dùng cái đèn redstone cơ, nhưng mà đèn redstone thì mình phải làm những cái đường đá đỏ nữa, mà mình thì không có rành về đá đỏ. Thành ra mình đành phải farm thêm những cái đá phát sáng đây nè, rồi mình đặt như vậy luôn cho nó nhanh, với lại khỏi phải làm đá đỏ ấy. Các bạn thông cảm giúp mình nhé, tại vì mấy cái đá đỏ là mình chịu thua à. Rồi 1, 2, 3, 4. Được số 10.000 rồi nè. Thêm một con số 0 nữa thôi là chúng ta được con số 100.000. Ủa? Đúng rồi, một con số 0 nữa thôi. Qua bên đây. Rồi, vậy là mình đã xong con số 100.000 rồi. Yay. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm một ít cái đường đá đỏ để chúng ta có thể bắn pháo hoa lên vào ban đêm nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong cái đường đá đỏ nha. Mình đã làm xong cái chỗ bắn pháo hoa rồi, bây giờ mình sẽ bay vào trong kho để lấy thêm giấy và chúng ta sẽ chế tạo những cái pháo hoa màu nha. Đây, mình có rất là nhiều bột thuốc súng, và đầu tiên là bột màu nè, kế tiếp là giấy, và cuối cùng là thuốc súng. Đây, mình đã được 30 cái pháo hoa luôn. Tương tự với cái này nha, cái này 2 cái thôi, 1, 2. Rồi, kế tiếp là 5 cái này, 1, 2, 3, 4, 5. Và 10 cái cuối nha, 1, 2. Rồi, ta-da, mình đã có rất là nhiều những cái pháo hoa màu rồi nè. Giờ thì mình sẽ bay ra bên ngoài, rồi cho hết cái số pháo hoa này để chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa nha. Rồi, giờ mình sẽ sử dụng cái pháo hoa mà đâu rồi, pháo hoa này nè, để mình bay, để không thôi ấn lộn cái pháo hoa màu á. Rồi, giờ nhìn khá là khó phân biệt. Rồi, giờ mình sẽ cho hết số pháo hoa này vào nha. Rồi ok, còn chỗ cuối thôi. Búp, xong. Mình đã cho hết mấy cái pháo hoa vào bên trong rồi. Và bây giờ mình chỉ cần tắt cây đuốc này thôi là pháo hoa nó sẽ bắn lên. Và ở đây có anh zombie kìa. Thôi, để cho anh coi pháo hoa chụp cùng mình luôn nha. Rồi ok, đây là giây phút mà mình rất là nôn nóng luôn, đó chính là bắn pháo hoa ăn mừng 100.000 người đăng ký nha. Rồi, 1. Ủa, có nên tắt hết mấy này không ta? Ok, chắc mình sẽ tắt đuốc đi để nhìn cho nó đẹp hơn. Có đuốc thì nó sẽ giảm ánh sáng của pháo hoa lại, vậy thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Rồi ok, giờ mình nè, anh zombie, mấy anh dân làng trong đây và anh golem sẽ bắt đầu ngắm pháo hoa nha. 1, 2, 3. Wow. Yay. Cái này nó khá là, mình đã chỉnh cái delay một xíu rồi đó, nhưng mà nó ra cũng khá là nhanh. Mà không sao, vậy mình thấy cũng rất là hài lòng rồi. Phải chi pháo hoa bay lên cao nữa thì hay nha. Chạy bắn thấp thấp cũng được. Như vậy thì series này đã tới tập thứ 64 và đã trải qua rất là nhiều những vui buồn này, cũng như là rất là nhiều kỷ niệm giữa mình cũng như là tất cả các bạn ấy. Và ở đây thì mình muốn gửi lời cảm ơn tới với tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái series này. Đây là series mà mình cực kỳ yêu quý cũng như là rất là đáng nhớ đối với mình luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft sinh tồn 1.14 nha. Còn bây giờ thì bye bye.